Truyền thông phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ hai đầu tuần, ngày 11 tháng 3 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, sau đây, thầy Nguyễn Tấn Thanh, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Tường yêu thương cho không và các thầy công bố chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định sản xuất nước uống đóng chai tại phòng khám chữa ung thư miễn phí. Đây là một việc làm cần thiết và đầy ý nghĩa. Thầy Thanh xin được kính chào tất cả quý cộng đồng mạng cũng như là các bệnh nhân thân mến. Thì hôm nay thầy Thanh xin được công bố một cái thông tin rất là quan trọng. Đây là tin vui cho tất cả những bệnh nhân khi đến tại phòng chuẩn trị y học cổ truyền yêu thương cho không của công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Tường yêu thương cho không ở đây và được nhận. Đó là ngày hôm nay thì công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Tường yêu thương cho không đã được chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định sản xuất nước đóng chai. Và giấy này là được cấp ngày 7 tháng 3 năm 2024. Chứng nhận này có giá trị hiệu lực 3 năm kể từ ngày ký và được đổi mới sau đó. Có nghĩa là như thế này, là ở đây các thầy có phòng chuẩn trị học cổ truyền giúp đỡ cho những bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn. Thì cái điều kiện khi bệnh nhân tới phòng khám được các thầy hỗ trợ điều trị bằng phương pháp cháo nano, thảo dược nano mà ngày xưa Cha Phêrô đã áp dụng cho các bệnh nhân, thì hôm nay chính các thầy cũng áp dụng cho những bệnh nhân bằng phương pháp đó. Thì bên cạnh đó, cái nguồn nước rất là cần thiết cho tất cả các bệnh nhân khi đến đây. Thì hôm nay giấy này là được cấp phép của chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm đã cấp cho phòng khám. Có nghĩa là phòng khám xây dựng cái hệ thống sản xuất nước dành cho bệnh nhân và phải xin giấy phép để được cung cấp cái nguồn nước đó cho bệnh nhân. Thì hôm nay chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm đã cấp cái giấy đó cho phòng khám để cung cấp cái nguồn nước tốt để giúp cho cái quá trình hỗ trợ điều trị bệnh nhân đạt được hiệu quả cao. Thì cái chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm trước đó cũng đã cấp cho Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường để Cha Tường sử dụng cái nguồn nước đó để sử dụng cho các bệnh nhân. Thì hôm nay các thầy cũng phải xin phép tương tự như vậy để giúp cho các bệnh nhân. Thì cái hệ thống lọc nước, các thầy có mời cái công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Hoàng Huy có trụ sở tại đường Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh lắp đặt cái hệ thống xử lý và làm ra cái nguồn nước đó cho tất cả quý bệnh nhân. Thì công ty này và anh giám đốc là anh Huy đó, hồi trước có kết hợp với Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường là lắp cho Cha cái hệ thống lọc nước đang sử dụng cho tới bây giờ đó. Thì hôm nay anh cũng xuống để mà lắp cái hệ thống đó cho phòng khám, phòng chuẩn trị y học cổ truyền yêu thương cho không của các thầy để cung cấp cái nguồn nước đó cho bệnh nhân. Thì như cái sự trao đổi của các thầy và giám đốc Huy, thì anh có hứa cho tất cả các thầy ở đây là sẽ hỗ trợ hết mức cho phòng khám. Ví dụ như cái hệ thống lọc nước lúc nào cũng phải đảm bảo nhu cầu để bệnh nhân lúc nào cũng có nguồn nước tốt để sử dụng. Hễ mà có hư hoặc là nó có cái gì đó cần được sửa chữa bảo trì thì anh sẽ ngay lập tức cho thợ xuống để mà giúp sửa chữa khắc phục lại, để làm sao cho bệnh nhân ung thư ở đây được có cái nguồn nước tốt sử dụng liên tục, không có bị thiếu cái nguồn nước tốt để sử dụng. Đó là cái điều mà thầy Thanh cũng như là tất cả các thầy ở đây
rất là mừng, và cũng như là điều đó sẽ giúp cho cái quá trình hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân ngày càng tốt hơn. Qua đó thì trước tiên cũng xin được cảm ơn gia đình của bác Giang, là bác đó đã ủng hộ cho phòng khám cái nguồn nước sạch để bệnh nhân sử dụng khi mà phòng khám chưa có được xây dựng khang trang như bây giờ. Lúc đó phòng khám còn là nhà rạp, thì khi đó những cái thời gian đó là bác Giang, gia đình bác Giang đã hỗ trợ cho phòng khám về cái nguồn nước được cấp giấy phép ở tại nhà bác Giang. Thì đó, cái nguồn nước đó giúp cho những bệnh nhân có điều kiện điều trị được tốt đẹp hơn. Thì thầy Thanh cũng đại diện cho tất cả các thầy thuốc trong phòng khám cảm ơn gia đình bác Giang. Và kế tiếp là thầy Thanh xin được cảm ơn gia đình của bác Ân, gia đình của bác Xuân Đặng và gia đình của cô Kim Anh, cũng như là các quý mạnh thường quân đã chung tay góp sức để mà xây dựng nên cái phòng xử lý nước và hệ thống lọc nước, cái sotodo để chứa cái bồn nước 5.000 lít để lắng lọc qua những cái loại nước bùn, rồi sau đó mới vào hệ thống lọc. Và qua hệ thống lọc đó là tất cả những cái nhu cầu thiết yếu và trang thiết bị cũng như là hệ thống lọc là được những mạnh thường quân đã ủng hộ giúp cho những bệnh nhân. Điều đó là các thầy rất là vui mừng và không biết nói gì hơn, xin ghi nhớ và chân thành cảm ơn tới tất cả các mạnh thường quân đã chung tay góp sức ủng hộ cho phòng khám để bệnh nhân được có điều kiện điều trị tốt nhất như bữa nay. Một lần nữa thì cũng xin cảm ơn chân thành tất cả quý cộng đồng mạng đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ cho các thầy thuốc và cũng như cho phòng khám và cho tất cả các bệnh nhân ở đây có điều kiện điều trị tốt nhất. Xin được cảm ơn tất cả mọi người. Con xin tạ ơn Chúa và cảm ơn Cha đã lúc nào cũng đồng hành soi sáng cho tụi con. Xin Chúa trả công bội hậu cho tất cả quý mạnh thường quân trong và ngoài nước được nhiều sức khỏe cũng như là tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa để mọi việc được tốt đẹp hơn. Con xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn quý cộng đồng mạng. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, cuối tuần qua phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy đã đăng tải đoạn clip kêu gọi bệnh nhân người nuôi chung tay bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự xã hội và an toàn giao thông khu vực phòng khám, đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho thấy sự chuyển biến ý thức của người dân, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay các vấn đề về môi trường, trật tự xã hội, an toàn giao thông đang ngày càng trở nên cấp bách. Vì sao cần phải chung tay bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự xã hội và an toàn giao thông? Môi trường, ô nhiễm môi trường đang là một vấn đề nhức nhối, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người và chất lượng cuộc sống. Việc chung tay bảo vệ môi trường bằng những hành động nhỏ như hạn chế sử dụng túi ni lông, tiết kiệm điện nước, phân loại rác thải sẽ góp phần cải thiện tình trạng môi trường, bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Trật tự xã hội, giữ gìn trật tự xã hội là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội. Một xã hội có trật tự tốt sẽ tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho mọi người. Việc chấp hành luật giao thông, giữ gìn vệ sinh chung, ứng xử văn minh là những hành động thiết thực để góp phần xây dựng một xã hội trật tự, văn minh. An toàn giao thông, tai nạn giao thông là một vấn đề hết sức nhức nhối, gây thiệt hại về người và tài sản. Việc nâng cao ý thức tham gia giao thông, tuân thủ luật lệ giao thông là yếu tố quan trọng để đảm bảo an toàn cho bản thân và người khác. Sự chuyển biến tích cực từ hành động nhỏ. Đoạn clip kêu gọi bệnh nhân chung tay bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự xã hội và an toàn giao thông đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng. Nhiều người bệnh và người nuôi đã ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh chung, hạn chế sử dụng túi ni lông, tuân thủ luật lệ giao thông. Đây là những hành động nhỏ nhưng có ý nghĩa to lớn, góp phần tạo nên môi trường
sống an toàn, lành mạnh và văn minh. Để tiếp tục lan tỏa thông điệp này, mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức trách nhiệm của bản thân với cộng đồng, thực hiện những hành động thiết thực để bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự xã hội và an toàn giao thông, tuyên truyền vận động người thân và bạn bè cùng chung tay thực hiện. Hãy chung tay góp phần bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự xã hội và an toàn giao thông, bắt đầu từ những hành động nhỏ của mỗi cá nhân. Chúng ta sẽ tạo nên những thay đổi tích cực cho cộng đồng. Hãy cùng nhau xây dựng một môi trường sống an toàn, lành mạnh và văn minh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, tại phòng khám Cha Từ Uy Tín Cho Không và các thầy chữa ung thư miễn phí, một hành động đẹp thể hiện lòng bác ái cao cả đã được thực hiện bởi một nhà hảo tâm, đó là việc lắp đặt hệ thống camera giám sát nhằm mục đích bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông khu vực xung quanh phòng khám. Hệ thống camera giám sát gồm nhiều camera được bố trí ở các vị trí quan trọng như cổng ra vào, khu vực sảnh chờ, hành lang, khu vực khám chữa bệnh và bãi đổ xe. Hệ thống này hoạt động 24/24 và ghi lại những hình ảnh, âm thanh một cách rõ nét. Việc lắp đặt camera giám sát mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Bảo vệ môi trường. Camera giám sát có thể ghi lại hình ảnh những hành vi xả rác bừa bãi, phá hoại cảnh quan môi trường. Từ đó, ban quản lý phòng khám có thể xử lý vi phạm và nhắc nhở mọi người giữ vệ sinh chung. Đảm bảo trật tự xã hội, camera giám sát giúp ngăn chặn và hành vi trộm cắp, móc túi, lừa đảo và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Nhờ vậy, an ninh trật tự tại khu vực xung quanh phòng khám được đảm bảo, tạo môi trường an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế. An toàn giao thông, camera giám sát giúp theo dõi tình hình an toàn giao thông tại khu vực cổng ra vào và bãi đổ xe. Nhờ vậy có thể phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm giao thông như lấn tiến, không đội mũ bảo hiểm, góp phần đảm bảo an toàn giao thông cho người tham gia giao thông. Hành động thiết thực của các nhà hảo tâm đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái, góp phần xây dựng môi trường an toàn, văn minh và thân thiện cho những người bệnh và người nuôi đang hỗ trợ điều trị tại phòng khám. Lòng bác ái cao cả của các nhà hảo tâm sẽ lan tỏa và truyền cảm hứng cho nhiều người khác cùng chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Lòng bác ái là một phẩm chất cao quý được giữ gìn và phát huy trong xã hội hiện nay. Mỗi người hãy chung tay góp phần để xây dựng một xã hội văn minh tốt đẹp, nơi mà mọi người đều được sống trong tình yêu thương và sự chia sẻ. Kính thưa quý bà, cô chú và anh chị, hệ thống camera được lắp đặt tại phòng khám Cho Từ Uy Tín Cho Không và các thầy là do gia đình cô Hương Mai và gia đình cô Phương Mai tài trợ. Thành Võ thay mặt các thầy cảm ơn tấm lòng bác ái của hai gia đình, cầu mong Đức Chúa ban hồng ân đến cho hai gia đình. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, vào sáng thứ bảy cuối tuần này, ngày 16 tháng 2, phòng khám Cha Từ Yêu Thương Cho Không và các thầy dự kiến sẽ tổ chức phát động tổng vệ sinh môi trường toàn khu vực phòng khám, đồng thời kêu gọi mọi người, nhất là bệnh nhân, người nuôi, cùng chung tay bảo vệ môi trường xung quanh, giữ gìn trật tự xã hội và an toàn giao thông. Trở lại các hoạt động hàng ngày của phòng khám. Phòng khám Cha Từ Yêu Thương Cho Không và các thầy hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí vẫn đang hoạt động bình thường và tiếp nhận bệnh nhân mới vào các ngày trong tuần từ thứ hai đến hết sáng thứ bảy. Xin trân trọng kính chào. Cô có thể giới thiệu họ tên với mình đến từ đâu không cô? Cô Võ Thị Kim Xuyến, 74 tuổi, từ Sóc Trăng, phường 9, tỉnh Sóc Trăng. Cũng có khám Sóc Trăng rồi chuyển lên thành phố. Rồi cũng thời gian đó mình cũng thấy vậy rồi mình cũng tính uống thuốc nam hết. Nhưng uống từ từ sao thấy nó cũng vậy. Rồi coi trên mạng thấy có thầy Tường đó. Rồi cũng tìm hiểu qua đây nữa mà chị bệnh. Đi hồi 4 giờ khuya tới giờ. Nó điều trị thì nó cho thuốc uống rồi với mình cũng về mình tính uống thuốc nam thêm. Bệnh gì, bệnh gì cô? Bệnh vú mà nó nổi làm như thể nó hơi cứng, như hơi cứng chút. Rồi thành ra tôi thấy là mới khám ở Sóc Trăng mình nó cho là muốn qua di căn đó. Thì thành thử ra là tôi nghe nó di căn một ngày trễ một ngày mình cũng hơi sợ đó, thì tranh thủ đi cho sớm. Thì đi bữa nay là chồng nó, tôi suy nghĩ là phải có chồng nó tôi mới chịu. Tôi là vì mẹ cha nó mất hết
Thành ra cũng như mình là mẹ mình đi cho nó. Rồi hoàn cảnh của gia đình của này sao? Hoàn cảnh nó thì cũng đủ ăn, nhưng mà có cái thằng chồng đi mần dữ lắm, đi mần đêm hôm mà tới khuya mới có về, tôi cằn nhằn á, tôi nghe giờ lo đi trị bệnh đó. Nó thì nó cũng nghe lời, nó cũng chấp hành tốt. Rồi cô khi đi đến đây cô có tin tưởng gì đây không? Tin chứ, tôi tin về thuốc nam chứ, nó bị gì tôi có nhiều khi mình tôi tự tôi uống thuốc nam bên tôi cũng có nữa, nhưng mà tôi uống nó không có bằng thầy cho. Thành ra tôi cũng bữa nay là tôi cũng hy vọng là xuống đây gặp thầy. Rồi cha Tường thì mất, nhưng mà tôi nghe cái câu mà cha dặn dò lại tôi cũng hơi am hiểu. Lần đầu thì thăm Thành Long Quy Nhơn, lần sau vô Sài Gòn không bước. Bác sĩ nói mổ mình ung thư vú. Thì có mổ không? Dạ không. Lý do? Điều kiện không có nên không có mổ. Giờ nó đã di căn, nói chung là toàn thở, đa phần cơ quan hết rồi. Ồ vậy hả? Dạ. Anh có thể kể thêm hoàn cảnh gia đình của anh như thế nào hiện tại? Nói chung là hoàn cảnh gia đình thì nói chung cũng khổ. Vợ con đeo về nằm trong thuận hộ cận nghèo. Sao anh biết ở đây mà tới đây? Dạ em cũng có, ở đây đó cũng có người vô đây chữa bệnh rồi nội chỉ. Rồi nãy giờ thầy Thanh á, tư vấn vậy á, nó có hiểu được về cái phát độ đây không? Dạ hiểu. Hiểu như thế nào? Dạ hiểu là ví dụ mình đã vô thầy mình trị là những cái thứ mà trước cho mình ăn là mình phải loại bỏ ra, mình ăn theo phương pháp của thầy là nó có hiệu quả hơn. Có thể đối với người bệnh ăn gì, người nuôi ăn gì không? Dạ mình nói chung là mình ăn chung với người bệnh. Người bệnh ăn cái gì là mình sẽ theo người bệnh đó thúc đẩy người bệnh nhanh bớt, rồi ăn cháo, nói chung là theo phương pháp của thầy. Đi hồi giấc nào tới đây vậy? Dạ em đi hôm bữa thứ bảy em mới vô tới đây. Thứ bảy đi rồi hả? Dạ thứ bảy đi rồi mà vô không biết thầy làm ngày nên vô mới nằm chờ lại. Khắp muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà no, uống trà thao giường, vậy mà người ơi xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà no,
Vậy mà người ơi, xóa tan khối u ám tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời.
Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Truyền thông Thành Võ xin hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Nơi Thành Võ đang đứng là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh và trường đại học Trà Vinh 1 km. Thành Võ chuẩn bị di chuyển vào quốc lộ 53 hướng đi cầu ngang Duyên Hải, sau đó rẽ phải vào quốc lộ 53. Phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không làm việc từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần, chiều thứ bảy và chủ nhật được nghỉ. Đi thẳng khoảng 15 km nữa sẽ gặp nhà thờ Phước Hảo. Sau đó chúng ta sẽ đến cổng chào của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 5 km nữa chúng ta sẽ gặp nhà thờ Vinh Kim. Đi tiếp khoảng 1 km chúng ta sẽ gặp biển báo phía tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn. Sau đó theo hướng chỉ dẫn vào nhà thờ Dòng Lớn là rẽ trái và đi tiếp. Nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ Dòng Lớn thì chúng ta thấy biển báo phòng khám Yêu Thương và rẽ phải theo hướng chỉ dẫn đến phòng khám và sẽ tới nơi. Thân ái kính chào.